你整夜没来，我没蹲在桥包飞能口负责发射诺负病把病女这班口来就中断把噩梦 I am one 没包装紧张着我没冲梦满带没包噩梦tạm trong khay lúa bên lúa bờ em coi hát coi búa ô lúa em nó bên mía ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khăm hồi khăm pu hát cần tao thâu đong nơ tòn pa ma chóc lầu trong môn tang trăng trong phố mía mơ mi lù mi tàu to cạn tôn nà bóng mẹ mưa ni bên phố bên mía bay ao nọng nơ hắc ao cằn nơ bên phố mía sốt trô能靠负责发射诺负病把病女这班口来这种短把噩梦 I am one 没包装紧张着把没冲梦满带没把噩梦喊靠靠当中还路边路把噩bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu đong nơ tòn pa mơ chóc lầu trong muôn tang trăng trong phố mía mơ mi lù mi tàu to cần ao rộng nở hát ao cằn nở bên mía ai hâu coi hấp coi bánh nhau cằn cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cằn ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khăm muồi khăm pu hát cằn tao thâu nóng nở
tài mưu dệt ó, trắng sắc nào việt vần cổ khó mi bằng, phong trở đâm phát thẳng ngày nam xuân quang, cho nên em gặp ải hâu trắng phong sòng phải mưu trở khán á xô mây, trên của mẹ chưa bị nào mặt trời, bên này cả chốt chó ó nhà thầy ta hồi sông là nương lần lò, tiên mây nhu nằm dưới tác màn tổ chức sài cảm ơn xung hải xung em, dũ sông thẳng xàm na, dũ sông huyền xàm xá, có hồ cầm thấy lắm lìa xử lì đi mua tiền, ó cằn phố bia băng cằn, mất tùm mất tôm, bao bão lùi sầm làn trời sóng phái trung nguyên. Quý nhân, khách xa cho đến khách gần, mời anh mời chị lại đây cùng ngồi. Mà ngồi đây để ngóng để trông, bên trên là một tấm phông nhiều màu, mà nền phông có đôi lứa yêu nhau, lắm cảnh nhiều màu mà cũng lắm cảnh niềm vui. Mà niềm vui từ đất Việt Nam đã theo đôi bạn bay sang đất Hàn, niềm vui cô bác họ hàng cũng đã chen chân quý vị trở về với hôm trường cưới của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách sẽ cùng ổn định tổ chức, tạm ngưng đũa một ít phút và cùng nhau hướng ánh mắt của mình lên sân khấu tình yêu để tổ chức nghi lễ ra mắt cho cô dâu chú rể được thành công rực rỡ. Vâng, kính thưa quý vị, tôi là Tuấn Minh, người bạn dẫn của tôi là Thanh Xuân. Hai anh em rất là hân hạnh khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Tuấn Minh và Thanh Xuân thay mặt cho những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Long Hải đỡ lời cho cô dâu chú rể đại diện cho gia đình hai bên, xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính rất khỏe và một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, đúng thật là tình yêu là của đóng của xây, kết tinh trong những tháng ngày ước mong, trai con dựng vợ gái lớn gả chồng, cho năm tháng sợi tơ hồng xa duyên, để rồi tình nghĩa đôi bên hôm nay chính thức nên duyên vợ chồng, mà hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho nghĩa vợ tình chồng bền lâu, chúc cho bên rể bên dâu, chúc cho hai họ về lâu về dài, chúc cho nội ngoại cả hai chúc vui hạnh phúc tương lai lâu bền, và trải qua những năm tháng tìm hiểu yêu nhau và đến thời điểm hiện tại hai bạn trẻ đã quyết định đi để hôn nhân trên cơ sở một tình yêu trang trọng, chất thật và hoàn toàn tự nguyện, để rồi hôm nay sum họp chúc may tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn còn. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới và cho những tràng pháo tay thật lớn theo đồng nhiệt để chào đón chú rể Văn Thông sẽ duyên cùng cô dâu Thu Thủy. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có thể nói qua bà con cô bác già trẻ về đây là để chúc mừng cho hai bạn từ đây một nhà.
Kính thưa toàn thể quý vị, và như vậy trên lễ đài tình yêu lúc này đây là chú rể Văn Thông, cô dâu xinh đẹp Thu Thủy, và đây là một cặp đôi trai tài gái sắc. Và sau đây, để tỏ lòng thành cảm ơn thể quý vị, cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào các toàn thể quan viên thế nào. Xin mời những tràng vỗ tay ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, và đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Cô dâu chú rể của chúng ta có được ngày vui, ngày trọng đại như ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Và cũng là ngày trọng đại này không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm mẹ làm cha. Ngay sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu về phía phái đoàn họ nhà trai. Trân trọng kính mời bố Lò Văn Toán và mẹ Lò Thị Pinh là song thân phụ mẫu của chú rể. Xin mời ông bà sẽ bước lên sân khấu và đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà gái có ông Lường Văn Họp và bà Quang Thị Dung là thân nhân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thu Thủy sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Trân trọng kính mời. Quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị là món quà vô cùng hạnh phúc, món quà vô cùng ngọt ngào cho chú rể và cô dâu. Thấu hiểu được niềm vui niềm vinh dự đó thì gia đình đã chuẩn bị những bữa tiệc thật là sang trọng để tiếp đãi toàn thể quý vị. Tuy nhiên rằng trong quá trình tiếp đón cũng như là tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong rằng quý khách thông cảm cho ban tổ chức cùng với gia đình. Thông tin với quý vị bằng một số câu thơ như thế này ạ. Gái trong làng như vàng như ngọc, ngại gì mà anh cứ chằm chọc đi xa, châu ta thì ăn cỏ đồng ta, hơn nữa là lấy vợ gần nhà thì đỡ hao đúng không ạ chú rể ơi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, bản Nà Cà, xã Phổng Lăng đó chính là quê hương của cô dâu, và toàn thể quý vị anh chị chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ ở đây tại bản Nà Nội, xã Phổng Lăng thân thương. Và sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị là món quà vô cùng hạnh phúc ngọt ngào cho chú rể và cô dâu ạ. Một lần nữa xin được thay lời cho cảm ơn của cô dâu chú rể tới toàn thể quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, và như vậy là hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này đây là những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt của buổi lễ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa để tỏ lòng thành cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị quan khách thì xin mời đại gia đình hãy quý chào một cái thật sâu nữa đi ạ. Xin mời. Ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi. Và đã yêu nhau là phải đắm phải say, yêu nhau là phải lở đất long trời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Do vậy anh nắm lấy tay nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu, hai bạn lại cảm âu sầu để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Mà giờ đây anh trước em sau để cho hội ngộ xe duyên trọn đời. Quý vị quan khách đã được long trọng kính mời, vì đây là để chúc mừng cho hai bạn trọn đời ái ân. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, và để thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình thì Thanh Xuân sẽ có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Chương phù mẹ chương phì nào hạt sừng quán cho chơi to làn cờ xó lại chương sau lại chương lung trường bản phù trà lì chương lung bế thư phù trà quang chương phù tràng tới sàng lại bản mức ứng mắt tầm sau chương xung ý ơi chàng rồng sớ nửa cờ mẹ năng tiền sau chương xung ai thành niên tuổi sòng sao sàm sao sau phép chầu lung chầu tà hợp tác cao ông chính quyền xã viện quần bản quần quấn sau phép bắt lầu mũ khẩu chầu lung chầu tà sau phép tích lại pa mẹ pi nòng quần bản quần quấn pa mẹ pi nòng bản tử na nửa cặp và xung phùng bản có để tăng tàng tà phú gia tà nai sòng phái chú hương đồi phố biết nóng nai hoa mà nềm nhà nhắn nội tại cửa nhắn lại hỏi có mẹ cửa cấy hỏi lấy mẹ cửa mù hỏi các bố các già kín thầu xíp tì hĩnh làng mà xíp hạ bì nhắc làng ép sư sàn lục phố nhi xíp bé tì phố mỹ sồm bên cầu lục phố trai xíp cầu bì nhắc làng bày ép nghe ơn ta pha quang nam thèn quang thuống cửa trắng này bỏ cả nặng trương ép hơn mương sương cả nặng tăng bày công ty bỏ cả này lại bì trắng ngầu cần dệt chu hù cả này lại bì trắng ngầu cần dệt báo cánh sau bên chủ trắng mi quan trào bên báo cái sao trắng mi quan hèn chờ gạo cần tàu phồng lành chấp anh gạo cần tàu phồng lón chờ ải cánh nòng sòng phái mong chờ tên ác sumai mi sòng phái chu hơn cả trắng hà này mưa lý bên chân mưa sắn bên chép mưa lẹp chép ngam pì chương mượn mà trắng ảnh thượng tánh bàng lòng hà đội phố mấy nơi nóm bền cù số đồi tên lò sumai.
Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành. Mùng 4 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 23 tháng 11 của năm Quý Mão, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô Tuấn Duy. Với sự dự kiến đông đảo của toàn thể quý vị quan khách ở đây em Thanh Xuân ơi, chúng ta sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức sẽ được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Thông, Thu Thủy, Văn Thông chính thức được bắt đầu. Hãy vang lên chào mừng thật lớn nào quý vị ơi. Và xin mời con dâu chú rể và hai bên gia đình sẽ cười thật tươi lên để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này đi ạ. Tôi hiểu rằng cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức nên duyên chồng bờ. Và đúng thật vậy, từ nay hai bạn chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung giường, chung chăn, chung tên một cánh thiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp nối chương trình, sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với những phần quà sẽ được trao bởi gia đình nhà trai ạ. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình chú Tuấn Duy, gia đình chú Nhất Thiết và gia đình chú Hoan Vuông sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Quá nhọc nuôi con khôn lớn vậy có được ngày kết duyên như ngày hôm nay. Và trong sự trọng đại này, những người làm cha làm mẹ, là chú, là thím, là bác, là cậu, là mợ, anh chị. Phần quà được trao bởi gia đình chú Tuấn Duy, gia đình chú Nhất Thiết và gia đình chú Hoan Vuông. Dạ vâng, và tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời gia đình bác Tạ Quốc và gia đình bác Tại Việt và chú Văn Quyền cũng sẽ có những món quà để lên sân khấu gửi ngắm tình cảm của mình cho cô dâu chú rể ạ. Trân trọng kính mời ba gia đình ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng thật là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi tạc, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên. Mong sao con được đền đáp xứng đáng rể thảo đẹp tên dâu hiền. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị chúng tôi cùng hướng chọn ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng những phần quà được trao bởi gia đình bác Toàn Quốc, gia đình bác Tài Việt, gia đình chú Văn Quyền. Vâng, và tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời gia đình chú Quyết Cường, gia đình thím Son Nghiệp và gia đình cậu Tư Quý cũng sẽ bước lên sân khấu trao cho những người con người cháu của mình những món quà thật là ý nghĩa và thân thương nhất ạ. Trân trọng kính mời. Bầu trời nghĩa mẹ như nước, người người biển đông, công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nhẹ con, làm sao đạo nghĩa vương tròn, thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị, chúng ta sẽ cùng đến với những phần quà được trao bởi gia đình chú Quyết Cường, gia đình thím Son Nghiệp, gia đình cậu Thư Quý. Và tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời lên sân khấu em Vuông, em Tâm cũng như là gia đình anh Thảo My cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho cô dâu chú rể ạ. Trân trọng kính mời. Chiêm của mẹ chiêm vì đồng hạt sừng, chiêm tép bầu bơ xú, chiêm tép bú chiêm ma, chiêm mặc tẩm trường bầu mi thanh phải lại tầng, khiết bé lại lùa, vương mi tủ lại tầng hâm xì thuần lành, mi tinh ngân lệch té bằng hắn, ngân ván té bằng tay, ngân chìa ăn bà mặn, ngân pân ăn bà hồi, ngân nói ăn bà xít bằng sao, mẹ bà đây xú mẹ mây, mẹ quá nọ. Mẹ từ đó bò mẹ nọ, các bà ở mắc khai lớp bản mương mi lại luôn bành tiến, ở cho mặt tỏn trường phở mi tinh bèn mưu căm lại phòng phát có bồng lại biển thể tích kia mất phá ngàn hang sau mới vụ phiền tà phiền nai các bà bò mẹ bị nòng bản khóng hậu cần chứng lên nó pin nòng nữa hậu cần tốt mức sương lượng tương ấy pin nòng ơi. Sớm năm chương trình khắp xe mini sò lệch mới khuyến bát sân khấu hơn ý ai Thảo My, hơn ý ai Đinh Anh, hơn nòng kiên nhàn các bà ảo lúa trọng hoài mi ngon trường bay phá ở và mở khởi mở các bà nòng sò lệch mới
đình em kiên nhàn và gia đình chú Trọng Hoài à, sẽ bước lên sân khấu chào cho những người con người cháu những món quà thật là ý nghĩa và thân thương nhé. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, gặp được nhau giữa biển người bao la đó là duyên, nhưng nắm tay nhau nguyện kết đôi chồng vợ đó là nợ, và để sánh bước cùng nhau tới trọn đời trọn kiếp đó còn là tình. Hai nhân vật chính của chúng ta, những người đã cho tất cả chúng ta để có lý do có mặt tại đây để chúc mừng ngày phúc cho họ, và họ đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Quân Thanh, và để thay cho lời cảm ơn của cô dâu chú rể thì anh em trong ban tổ chức sẽ được trân trọng cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa và thân thương nhất đến từ gia đình họ nhà trai à. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và tiếp nối chương trình sau đây, trân trọng kính mời cô dâu chú rể các bạn sẽ cùng tiến về phía tháp ly tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu champagne. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, chúng ta đã được chứng kiến cặp đôi uyên ương đang cùng tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim đang hòa chung cùng nhịp đập và cùng rót tràn tháp ly rượu. Màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim, nhưng giọt rượu chảy cũng tương ứng với cung bậc cảm xúc tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Và đúng thật là thương nhau thì mang nặng trong lòng, để rồi trong sông cũng lội mà vạn đèo cũng qua. Thương nhau bên dặm che già, sương rơi ướt áo hai ta chưa về. Hai ta giữ trọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau không kể giàu nghèo, thương nhau thương mãi đến tóc phai màu vẫn còn thương nhé hai bạn. Trân trọng thấy mời duyên thì họ có thể không gặp được nhau, mà đã gặp được nhau, họ quyết định yêu nhau, nắm chặt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Và chúng tôi gọi đó là định mệnh. Kính thưa quý vị, đầy kiến lầu tối lưng xìa thú, đầy rú lầu tối lưng xìa cồng cánh ơn. Cồng qua bánh nhớ sùng đáng phu xàm sầu, cồng mê trầu ở điện riêng bó đầy lông. Cường lâm co ngâm hà kín sang phá hùa, mưa cấm này má mày nhớ phủ phú bồng. Bảy trứng chảnh viên nì, lù phủ nhinh chia nhó sòng chán lầu, mới hạ ải phú em già dùm. Mày bên ông cần mâng lầu chúc bùn nó bên ông nơ. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể, hai em sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu đi ạ. Chú rể thì mời bố mẹ vợ, còn cô dâu thì mời bố mẹ chồng, và sau đó hai bạn cũng cầm lấy mỗi người một ly. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tất mà tình duyên, và chắc chắn rồi câu nói trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúng ta sẽ dành cho cô dâu chú rể của chúng ta bằng những tiếng do thật to để không ạ quý vị ơi. Trân trọng kính mời đại gia đình, chúng ta sẽ cùng quay tròn và chạm ly nhau đi ạ. Chạm ly nhau và chúng ta sẽ cùng hướng đi về phía dưới để mời rượu cho toàn thể quan viên. Bao mẹ Pin ông ơi, thế này MC chết số thám lên á. Bao mẹ Pin ông ơi, lấy lẩu ế chén lại bay đâu á. Thế lấy lẩu ế chén lại bay cái nó quá. Có hơi hai chén lẩu nâng nhó khừng cho muôn thôi sòng tờ làn sòng tờ nông á nó bao mẹ Pin ông nó. Chén tay cả côn khẳng lấy các bảo lại bay nó bao mẹ nó. Lấy quá bao mẹ Pin ông ơi. Chai hỏa thanh xin ê. Ba sơn nhấu cái nó bao mẹ Pin ông ơi. Xu mỹ ơi ơi hoàn thảo á. Tưa đâu mà nè. Bao mẹ Pin ông ơi. Sơn nhấu chạ. Sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chị cùng nâng ly của mình lên để chúng ta sẽ cùng nhau rôn thật to được không ạ quý vị. Và giây phút đường rôn này chắc tất cả mọi người chúng ta cùng đợi khá là lâu rồi đúng không ạ. Trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta cùng nâng ly của mình lên nào quý vị ơi. Chuẩn bị đi nào. 1, 2, 3 Rô. 2, 3 Rô. 2, 3 Chúc mừng hạnh phúc. Ông chân alo cho buồn cho buồn đất tay hơn nè. Dạ vâng, xin mời đại gia đình chạm ly nhau. Và sau khi uống chén rượu của mình thì xin mời đại gia đình sẽ xuống từng bàn tiệc rượu để mời rượu, mời cơm tới toàn thể quý vị quan khách ạ. Trân trọng kính mời.